quán mới mở ở nhà mình. Bây giờ mình có cơ hội để và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn xem là chả đầy có ngon không. Và trước khi bắt đầu video thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ chúng mình bắt đầu vào quán chả. Trên này có một cái bàn nhiều đây. Các bạn ơi, trên thực đơn có rất là nhiều loại nên mình sẽ nhiều các chị tư vấn. Chị ơi, theo chị thì em nên dùng loại nào cho em? Dùng cho những cái kiểu trái tim ấy và những vị trà và được yêu thích nhất. Còn ngoài ra thì bên chị có thêm hai món mới, đó là trà sữa hạt dẻ và trà sữa caramel. Trà sữa caramel thì nó có hơi một chút hơi mùi của vị cà phê. Em thích uống vị gì? Trà hạt dẻ. Thêm bình nha đam trong chơi còn đây trà tương trà cái này trà trà đây là trà nguyên chất đấy, còn ở dưới này mới là trà sữa. Đây là một cái góc nhỏ mà Hồng Anh và Thùy Giang đã lựa chọn. Em ơi, chỉ có dưới tầng này thôi hay cả trên đó em? Ok. Hồng Anh có nhận xét thế nào về không gian đây đây? Đẹp ạ. Thích đúng không? Có lạ không? Thì hơi nhỏ nhưng mà cũng rất là dễ chịu khi mà ví dụ như cùng với bạn đến đây để tâm sự, uống trà với tâm sự đúng không? Qua đây trong bàn có hai chiếc bàn nhỏ này. Mọi người ngồi lên. Nếu mà nóng con bật cái quạt kia lên. Con thấy nóng không? Hai chị nhân viên của quán thì cũng đang rất là là nhanh chóng để pha chế đồ uống thật là ngon cho các em này. Chị Bố Bớt sẽ tranh thủ thưởng thức một cốc nhỉ. Hai cô xem nào, cho chị Bố Bớt một cái cốc gì đó, cái vị gì đó dễ uống hay là khác khác của hai em kia nhỉ. Chị có thử lục trà kinh không ạ? Hả? Chị có thử lục trà kinh không? Cái gì đấy chưa bao giờ. Nói chung là chị đi theo và chị uống rất là uống bao giờ. Đó là món lục trà kinh được yêu thích nhất ở quán em ạ. Lục trà kinh, vâng. Tại vì ở phía ngoài rất là ồn nên chúng mình nói chuyện với nhau to là các bạn ý có thể nghe được. Đúng không thì ra? Có trà sữa của ông anh là cái gì nhỉ? Con nhắc lại nào. Đây là trà sữa hạt dẻ trân châu đen nha đam. Đường 50. Của thị Giang là khoai môn đúng không? Dạ. Còn cốc ta mà chị nhân viên mang ra là không chỉ ớt gì con? Lục trà kinh. Trà kinh à? Trân châu trà đường 50. Đường trân châu đen trân châu. Đây là cốc trà sữa của Thùy Giang này. Má anh sẽ bọt cái trên cốc trà sữa này. Bọt trời. Thùy Giang là khoai môn không? Nên nó có màu tím nhạt nhạt đúng không? Cả chân chân đi. Con lên xem là chân gì chân. Chắc là tận ở phía dưới rồi anh. Cái này nên... Con không gọi tinh như sao hay không? Đây, có. Chân châu chả... À, đúng là chân châu chả. Ít à? Cấp, rất ít đúng không? Cấp binh ạ. Nó nổi ít này. Đấy, đá. Đá hay thạch? Đá. Chả thấy gì cả. Con có thạch đâu ạ? Có không anh đâu? Ở tít ở dưới. Đây, cổng mình. Thơm quá. Có nha đam đấy, những hạt nha đam nổi lên nữa. Đây màu trà màu nâu. Tại vì đây là trà sữa hạt dẻ. Ok. Đây. Có từ 3 cái chỗ nữa. Cái gì nhỉ? Cái gì? À, trà lục kinh. Trà lục kinh. Nói gì cơ? Trà lục kinh. Mở cho mở, mở cho mở. Quá chặt. Chặt quá. Mở đâu cái này được không? Wow. Có rất là mỏng. Đá hay là chân châu đấy? Đá. Chân châu nó bé lắm. Rồi các con cố đi.
kiểu vị nó. Nhưng có thích không? Khoai, có ạ. Khoai môn nó tràn vào hồn. Cho cho này nó thắt. Một lúc thì có vị trà, xong một lúc sau lại thắt vậy. Cái cũng tính câu chẳng thì ra người ta ngon. Là giống thắt. Ok, bây giờ ta qua tiếp tục uống đi. Uống cảm giác, khi mình cảm thấy rất là thích thì mình uống hút hút một hơi cho nó hết luôn được, không sao cả. Bao cho mỡ. Chọc cái này hết giận mình. Giận mình sợ vỡ đúng không? Sợ đổ đúng không? Màn này chỉ mỡ sẽ kẹt. Từ từ chạm. Đây là cái ý đầu tiên mình đang nghĩ đến là tu đúng không? Mà thôi sau đấy trái tim thì mình tại nó lại. Lần trước có Thanh trong chị Ngân uống thế chị bị không uống được. Thanh ra không ra đúng không? Thì mở lát ra mà tu thôi, tu cho nhanh. Chị ấy tạm tư lòng. Các bạn ơi, cốc lục trà kinh của chị Mỡ có giá là 45k. Có chân châu đen, chân châu trắng, đường 50%, đá 50%. Thế là chỉ có đường và đá đã hết công nước rồi, ngoài ra là 0% nữa. 25 Mỡ ơi, con 40. Đây, đường 50, đá 50, vậy làm gì có phần trăm nào nữa cho các thứ khác. Uống thử à? Uống thử vị à? Thay môn ngon thử. Thay môn ngon thử à? Thảo nào lúc đầu mỡ uống mỡ. Như kiểu như là gặp cái gì đấy à? Chân chưa thẳng đi thì nó kiểu không dai bằng cái thông tin. Như thạch. Các con phải nói thật to và các bạn nghe thấy nha. Vì mỡ rất ổn luôn. Cái vị trà của mỡ chắc chắn rất là đặc cho các con đúng không? Cái này tự cân cho thì cân về này. Trà là dầu ô lăm. Không, nghe cái vị trà. Hút đầu vị sữa thầm lúa sau có trà, đậm hương. Khi nhà này trong mồm mở không phân biệt được đâu là đen rồi trắng. Chắc là dai dai giống nhau. Đây là nó dai, còn trắng là nó kiểu sâu sẩm. Như sao mở nhà tới khi nào nó không dai? Tại vì mỡ hút vào đen nhiều. Trắng. Có mấy cái trắng nữa đây nhưng mà mở. Chẳng có cái nào luôn ạ. Toàn trắng à? Sao của mở hút nhiều chân trâu của con hút nhiều chân trâu không? Có. Sao nó không mở chìm? Tại vì chân trâu nặng. Nặng. Nó uống nước ra rồi nên là nó không có sửa bọt gì rồi. Sửa bọt vào người á? Cái này là dành cho hút chân trâu, còn cái này là trắng. Các ba mợ cháu nó không ăn trưa và quyết định dành bụng để đi uống trà sữa đúng không? Đúng. Uống trà sữa lo bụng xong thì chiều đói mới ăn đi khác nhỉ? Ăn bánh bột lọc ạ. Bánh bột lọc thì chỗ bán khó lắm. Ngày xưa rất nhiều quán, bây giờ chuyển đâu hết lên. Ở chỗ nhà, chỗ anh. Chỗ nhà anh em bây giờ có ngon không? Con đã ăn mà thôi. Cây này đẹp quá. Mỡ ơi. Chậu thì khác tăng có khủng. Mỡ mỡ. Thì ông anh bảo cái này là cho vào slime. Vào sao đây nào? Cái đây là cái gì? Hạt. Dạ, cho chí không? Chai khí đổ đây. Hút trầm. Hút trầm vị nhiều hơn. Nhưng mà xem phai môn hoàng này của bác. Ngon lắm. Cùng chỗ đi tìm anh cũng uống hết. Đau đầu với mấy chồng. Lần trước. Lần trước nhỉ? Bọn mình đi mua. Cốc trò. Hơi bị thơm luôn. Ngon hơn chè phai môn này. Làm chậm. Rất là bình. Lần trước con đi uống minh ti đấy. Con uống lần thứ hai đấy nhá. Xong lúc đấy con đi cùng bạn của chị ông anh ấy. Đấy, sao con sao không chịu nét? Sao con uống nhá, xong rồi nó ngồi đau đầu. 12 người than bạn. Ủa sao nó no, xong rồi nó ngấy cực luôn ấy. Lúc đấy là cái nạn rẻ con nhưng mà nó cũng nhiều cái vị trà trà hơn của mỡ nó nhiều nhỉ. Nếu hồi tại ra bao nhiêu cũng của mỡ là trẻ con. Các chị sẽ ra nhiều phân môn.
cái bốt hay là cái mùi hạt rẻ? Nhưng mà nó khác cái mùi hạt rẻ mình ăn ăn hạt răng răng. Nhưng mà nó khác phải khác chứ. Đậm vị chả không? Đúng rồi. Chả là hạt rẻ. No chưa? Có con uống no chưa? Rồi ạ. Uống no rồi thì mình mang về, xin túi mang về, tí mình uống tiếp. Con phải uống được từ nhà. Mở thấy no bụng quá, mở ăn bao nhiêu chân trâu rồi. Sao lại uống được hai túi nữa? Con uống toàn nước thôi, ít thì chân trâu lắm. Cũng không chân trâu mà nhỉ? Thôi bây giờ chúng mình uống thế thôi và xin chị cái ly lông mang về và đưa cho chúng mình đã hết video và các con.